Rồi, chào tất cả các bạn nha. Mình tiếp tục trả lời cho các bạn nè. Một bạn tên là Quán Quân hay là Quân Quán gì đó. Anh cho em hỏi tỷ lệ pha nước xả với nước sạch là bao nhiêu là hợp lý. Thực sự là cái tỷ lệ giữa nước xả với nước sạch trong cái quá trình giặt thì ít có được đề cập tới. Bên hãng sản xuất và với cái kinh nghiệm cá nhân thì người ta chỉ có tính là cái tỷ lệ giữa cái nước xả và cái số ký quần áo khô các bạn khi chúng ta bỏ vô giặt. Ví dụ một mẻ quần áo đó các bạn cho là 5 ký thì cái nhà sản xuất nước xả thì họ thường khuyến cáo các bạn là cho khoảng độ 9 cho tới 15 ml nước xả cho 1 ký quần áo khô. Đó là cái trung bình tính. Nhưng đối với kinh nghiệm cá nhân của mình thì thường mình sẽ cho mỗi 1 ký quần áo khô khi chúng ta bỏ vô giặt thì mình sẽ cho khoảng độ 20 ml nước xả, và nếu mà 5 ký thì mình cho 100 ml nước xả thì nó sẽ dậy được cái mùi đó. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của mình, cho nên là cái tỷ lệ là tỷ lệ giữa nước xả và cái số lượng quần áo khô đó. Chứ còn với cái lượng nước thì ở trong một cái mẻ quần áo nếu các bạn bỏ vô như vậy thì không có thấy bất kỳ ai đề cập tới cái vấn đề là 1 ml nước xả. Xin lỗi các bạn, 1 lít nước thì sẽ bao nhiêu ml nước xả thì mình chưa có nhìn thấy cái con số đó. Còn mình chia sẻ lại các bạn giữa kinh nghiệm cá nhân và giữa cái hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì. Rồi. Cũng có một bạn hỏi một cái câu là cho em hỏi đồ lót có nên giặt riêng không, còn xà bông giặt Hàn Quốc có thể thay thế bột giặt hay nước giặt không anh ạ? Thực sự ra là cái việc giặt đồ lót ở trong tiệm giặt ủi là rất là thường xuyên các bạn. Thì thường nếu chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ giặt đồ lót riêng. Còn chẳng hạn như một mẻ quần áo của khách hàng đem đến thì nếu là đồ đó của họ thì mình cứ việc giặt chung với đồ của họ. Chỉ có lưu ý là đối với cái áo lót của nữ thì nó có cái móc ở đằng sau cái áo, thì nếu các bạn kỹ các bạn nên bỏ những cái áo đó vào bên trong cái túi lưới để chúng ta giặt, để tránh trường hợp cái móc đó nó sẽ móc vô những cái áo khác, chẳng hạn như là áo len hay là áo thun, hoặc là những cái áo mà len mà đan bằng máy mà nó hơi bị thưa đó thì nó hay rút cái cọng chỉ của cái áo đó. Rồi, xà bông Hàn Quốc có thể thay thế bột giặt hay nước giặt hay không? Thực sự ra là bột giặt hay nước giặt của nước nào sản xuất thì nó cũng như nhau, chỉ có khác là cái chất lượng ở cấp độ nào đó thôi. Thì cái này là phải có kinh nghiệm của sử dụng thì các bạn mới thấy cái loại xà bông của Hàn Quốc này là nó tương đồng với một cái loại nhãn hiệu nào trong nước mà mình sử dụng để mình có dễ sử dụng thôi, chứ còn chất lượng thì đều như nhau. Rồi, một bạn tên là Nguyễn Huy Tường. Chú ơi, con đổ trực tiếp ra ven vào áo trắng, cái áo nó thành màu vàng, giờ thì khắc phục như thế nào? Bạn ơi, cái áo này là bỏ là được rồi, vì lý do là cái ra ven là cái chất tẩy bề mặt hoạt động cực mạnh. Nếu như không để ý khi các bạn đổ cái ra ven vào trong áo mà các bạn không chịu pha loãng với nước trước, đeo găng tay vào khuấy cái nước đó lên cho nó tan ra hết rồi các bạn mới cho cái áo trắng đó vô thì các bạn sẽ bị cái trường hợp này. Cái trường hợp đó là mình gọi là bị cháy á, vì cái nồng độ của cái nước ra ven các bạn thứ nhất là pha quá đậm đặc, không khuấy đều, hoặc là đôi khi các bạn đổ trực tiếp lên trên cái chỗ vải mà các bạn muốn tẩy thì nó sinh cái phản ứng hóa học, nó làm nóng cái dung dịch đó lên và cái màu từ màu trắng nó bị cháy qua cái màu ố vàng. Thì các bạn lưu ý sử dụng thuốc tẩy hết sức và phải cẩn trọng mấy cái việc này ha. Còn cái việc mà nó hư rồi thì vô phương các bạn, không làm gì được hết, các bạn bỏ cái áo đi. Vì thực sự là có nhiều người cũng hay hỏi mình là như vậy trường hợp gì mình đem mình nhuộm được hay không. Các bạn chờ mình chút, khách tới giao đồ. Thực sự ra các bạn nhuộm á thì những cái chỗ nào nó không bị hư nó sẽ ăn màu,
Còn cái chỗ mà nó đã bị hư bởi thuốc tẩy rồi thì nó ăn màu rất là ít, hoặc nó không ăn màu luôn, vì cái bề mặt ngay chỗ đó đã bị hư rồi, nó không thấm màu được nữa ha. Một bạn tên là Hồng Đỉnh hay là Đinh Hồng gì đó hỏi mình là: anh ơi, em sấy quần áo bằng máy sấy nóng và bỏ vào mấy tờ giấy thơm mà quần áo nó không thơm, mùi thơm nó bay đi hết. Cái này chắc bạn phải xem lại cái vấn đề là cái nhiệt của bạn chọn khi các bạn sấy quần áo, và cái thời gian sấy quần áo nó bao nhiêu lâu, rồi cái lượng giấy thơm các bạn bỏ vô nó đã tương ứng chưa. Thực sự như mình đã từng chia sẻ, cái giấy thơm hiện có nhiều nhất ở thị trường Việt Nam mình là những loại giấy dùng để cho giặt, trong quá trình giặt nước, chứ ít khi các bạn thấy được cái loại giấy thơm trong quá trình sấy. Nhưng tuy nhiên mình nói, cái giấy thơm nếu có trong cái quá trình mà sấy á, thì nó là một cái giấy thơm bốc hơi, mà hơi nó gặp hơi nóng nó cũng sẽ đi. Cái quan trọng chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề là chúng ta phải làm sao cho cái sợi vải nó thấm được cái nước xả bài. Ở đây có thể các bạn sử dụng nước xả dung dịch, hoặc các bạn sử dụng giấy thơm bỏ vào trong cái chu trình xả, thì cái tờ giấy thơm á, nó là một loại vải không dệt, nó thấm những cái dung dịch nước xả cô đặc ở trên đó, khi gặp nước nó sẽ rã cái dung dịch đó ra và nó hòa lẫn vào trong nước và nó thấm vô từng sợi vải. Thì chúng ta phải có những cái biện pháp từ gốc, tức là nó ngấm từ trong sợi vải, sau đó qua quá trình giặt vũ xả rồi sấy thì nó còn lại được bao nhiêu, thì chúng ta mới cảm nhận được cái việc là nó thơm như thế nào. Còn thực sự cái tờ giấy thơm á, có để mà sử dụng á, thì nó là ở một cái góc độ khác, là nó bay hơi rồi nó quần ở trong cái lồng sấy, nó bám vô trong bề mặt vải, và nếu chúng ta không để ý, chúng ta sấy quá nóng, sấy thời gian quá dài thì nó cũng bay đi hết. Nhưng quan trọng hơn hết, mình đã từng chia sẻ với các bạn, những cái loại giấy, nếu có cái loại giấy để sấy thơm thì ở khí hậu Việt Nam không thích hợp. Tại vì những khí hậu của những cái nước khác là bên xứ lạnh, xứ mà mát mẻ đó, cái không khí nó trùng xuống, chúng ta thích hợp để xài những loại giấy đó, chúng ta mới nghe được mùi. Còn cái khí hậu Việt Nam là khí hậu nóng, nó sẽ bay hơi, thậm chí giấy chúng ta mua về mới sử dụng được có 5-7 tờ thôi, còn một lóc ở phía dưới chúng ta chưa sử dụng kịp, nó đã bay hơi mất tiêu rồi. Ha, các bạn lưu ý dùm cái này. Và một bạn tên là Tuấn Kiệt Nguyễn hay là Nguyễn Tuấn Kiệt gì đó: con chào chú, con có mong muốn mở một tiệm giặt từ con số 0, tìm hiểu các nguồn thông tin may mắn như thế nào lại xem được kênh của chú, nhưng mà tiếc con ở ngoài Bắc, không có điều kiện đến tận nơi trực tiếp. Cảm ơn các bạn. Có rất là nhiều các bạn ở các khu vực ở tỉnh phía Bắc rồi miền Trung. Nói chung mình rất là may mắn và rất là vui, rất là nhiều bạn bè, bạn tức là bạn xem kênh đó các bạn ha, anh em hoặc là những cái cô chú là coi cái kênh của mình rất là rộng rãi trên toàn quốc, và cũng có cái dự định những mở những tiệm, và mình cũng đã hỗ trợ từ xa cho các bạn ở những cái tỉnh này. Cho nên là bạn Tuấn Kiệt ơi, mình đã để lại cái đường link Facebook của mình trong cái phần đó rồi, thì bạn cứ mạnh dạn kết bạn với mình, thì có gì mình sẽ trao đổi, hướng dẫn, chia sẻ với bạn từ xa. Có internet rồi thì cái khoảng cách xa gần cũng không có gì quan trọng được các bạn ha. Rồi, hôm nay mình trả lời các bạn vài câu hỏi. Có gì mình lại gặp nhau trong clip tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.